Dạ xin chào cô chú anh chị nha, chào mừng cô chú anh chị đến với cái video tiếp theo của em nha. Thì hôm nay em qua cái xưởng mới của cô chú anh chị nha. Thì cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho em xin một cái đăng ký, một cái like của chú anh chị nha, để tiếp tục đồng hành cùng em những cái hồ sắp tới nha cô chú anh chị. Thì cũng như em nói cái video trước rồi đó, em có cái nhà bên kia, em làm bên kia mà có một cái là nó chật hẹp quá cho nên là không có làm được. Nhận hồ thì không có dám nhận nhiều, với lại là không có dám bả keo nữa, tại vì không có chỗ phơi á cô chú anh chị. Hiện tại thì em cũng đã tìm được một cái chỗ này, chỗ mới ha, em làm xưởng mới luôn ha cô chú anh chị ha. Thì em cũng mới dời đồ qua hai bữa nay, thì hiện tại cũng chưa hoạt động được, bắt đầu từ ngày mai em sẽ hoạt động lại cô chú anh chị nha. Thì cái địa chỉ mới của em á là nó nằm ở số 85 nha, Đình Tân Khai đó, Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Em xin nhắc lại địa chỉ ha, số 85 Đình Tân Khai, Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị nha. Thì qua cái xưởng này á, em sẽ nhận tất cả các loại hồ trừ hồ công nghệ bơm lớp đáy nha. Nói chung là hồ công nghệ bơm lớp đáy á, thì bên em nhu cầu cái kỹ thuật của con hồ á thì em làm rất là ok, dẫn bao cho cô chú anh chị chơi, nhưng mà có cái là cái công nó hơi cao quá cho nên là mình không có nhận làm hồ công nghệ bơm lớp đáy. À, hồ công nghệ cũ màu lớp đáy thì mình có thể mình làm ha, đa số là mình làm hồ thanh lý với lại hồ lọc trên, dấu bơm đồ này kia, lọc đầu tàu thì mình nhận hết cô chú anh chị nha. À, thì sắp tới này á sẽ có anh kỹ thuật bên em là anh này, anh sẽ trực tiếp ở bên đây làm hồ luôn cô chú anh chị nha, còn em thì em còn công việc bên kia nữa, em cũng chạy tới chạy lui. Thì cô chú anh chị tới không gặp em thì cũng đừng thắc mắc ha, có gì thì cứ liên hệ cho em, em sẽ chạy qua không sao hết ha, em chạy qua chỉ cả 5 phút 10 phút là tới rồi cô chú anh chị ha. Đấy. Thì nói chung là chưa có hoạt động, nhưng mà tính ngày mai mới hoạt động cô chú anh chị, nhưng mà cũng có cái chú kia ở trên Tân Phú á, thì chú cũng ủng hộ em. À, chú cũng liên hệ hồi trưa, chú cũng để cọc lại cho em, chú muốn làm một cái hồ 1m48 rộng 68 cao 45, rồi chú làm chơi mấy em cá ranchu quá cô chú anh chị. Đây thì kiến này, kiến mới đây, mình cũng sắp xếp mình làm ngày mai mình làm kẹp quá thì chắc chiều mốt đi ha, chiều mốt mình giao lên cho chú chơi, chú cũng ở gần đây thôi, chú điện cho mình chút xíu rồi chú chạy xuống tới. À đấy, thì qua cái xưởng mới này thì em sẽ hứa hẹn với cô chú anh chị là em phục vụ cô chú anh chị nhiều hồ hơn cô chú anh chị ha. Với lại qua đây mình có cái không gian nó rộng á cô chú anh chị, mình nâng cấp lên cho khách thì mình sẽ thu lại những cái hồ mình có chỗ mình để, còn bên kia mình không dám thu luôn cô chú anh chị. Nó thật ra là không có chỗ để cho nên là đem về nó cứ vướng víu tùm lum. Còn đồ đạc này thì mình sẽ để hồ dài ở đây cô chú anh chị ha. Đấy, còn trong kia là các bạn làm việc của anh kỹ thuật đó. Cô chú anh chị bắt đầu từ ngày mai có nhu cầu hồ thì cứ liên hệ cho em ha. Nếu mà cái lịch đặt hồ mà nó hơi nhiều quá thì cô chú anh chị thông cảm là nó nới ra cho em được lâu lâu ngày xíu mình nhận hồ về chơi cô chú anh chị ha. Chứ một hai người làm đơn nhiều quá thì em phục vụ cũng không nổi cô chú anh chị. Với lại mình thì mình cũng có công việc mình chạy tới chạy lui á, nên là nó hơi mất thời gian lại. Nhưng mà cô chú anh chị cứ cho em thời gian nới ra, em sẽ nhận hết cô chú anh chị nha. À, đây sắp tới thì nói chung là hồ cũ thì em cũng sẽ bả keo cô chú anh chị nha. Bả keo được là sẽ bả keo thôi, chứ mình không đi cái kiến đèn giống gì nữa cô chú anh chị. Đèn giống gì thì cũng được, nhưng mà nó hơi lâu công, với lại cái giá nó cũng rẻ hơn nữa, thì cũng tùy theo nhu cầu của chú anh chị thôi ha. Đó. Thì hôm bữa có cái anh trai kia không biết ảnh ở đâu, ảnh người ở đâu xuống em cũng không biết nữa, ảnh vô ảnh bình luận cái video của em, ảnh nói là em quay lên chỉ một hai cái hồ mà em để câu like câu view thôi. Thì nói thật với anh á, anh thích xem á thì xem, còn anh không thích á thì thôi, còn anh ủng hộ được cái mặt hàng bên em á thì em cảm ơn anh nhiều. Đó, còn anh không ủng hộ thì thôi, chứ anh đừng có vô anh nói vậy tội nghiệp em á anh ha. Em thì khách hàng bên em hồi trước giờ em nói thật với anh nhiều lắm, chứ không phải có mình anh đâu.
người ta cũng cọc và người ta chốt, người ta lấy hồ nhiều lắm chứ không, chứ không phải là có một cái hồ đó mà em đăng tới đăng lui em bán đem câu like câu view anh ha. Một like một view của anh á, nói thiệt với anh đi, gió chưa thổi nữa là nó đã bay rồi anh. Anh đừng có nói vậy tội nghiệp em. Mình nào mình làm ăn đâu đó đàng hoàng. Đấy, mình công khai đã mặt mũi mình để trên đây rồi, mình không có mà nói chuyện tào lao tầm xàm của chú anh chị ha. Đó. Còn những người đó có cũng được, không có cũng sao cô chú anh chị. Nói chung khách hàng là thượng đế, nhưng mà khách hàng kiểu kiểu đó thì em không cần cô chú anh chị nha, thông cảm cho em ha. Khi mà em làm những cái kênh mà những cái video mà em đăng lên kênh của em á, thì cô chú anh chị biết rồi, em đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ, rất là rõ ràng đó. Mình không chấp nhất gì những cái bình luận đó của chú anh chị ha. Chẳng qua là nói thật là hôm qua thôi, là mình vừa vác một tấn vải xong, nó mệt quá, 12 giờ trưa rất là mệt, mà cái anh đó anh vô anh bình luận ảnh phá mình, ảnh nói vậy. Mình không hiểu là mình tư vấn cho ảnh cái gì, nói chứ thật sự là khi mà mình tư vấn ở bên Zalo á, chưa có khách hàng nào mà mình nói hỗn láo hay là mình tư vấn tầm bậy tầm bạ hết á cô chú anh chị. Trừ khi là những cái hồ mà kích thước của cô chú anh chị muốn, mà cô chú anh chị cần hồ thanh lý đúng kích thước vậy thì em không có, thì em nói không có thôi. Chứ còn hồ mới á, thì lúc nào cũng có. Mà cái nhu cầu cô chú anh chị muốn á, là cái hồ thanh lý nhưng mà phải đúng kích thước của cô chú anh chị, thì cái đó em tìm không được cô chú anh chị ha. Cái đó mình phải đợi thời gian nào đó em sẽ thu lại được những cái hồ đó, thì cô chú anh chị xem được thì chốt giùm em. Đấy, chứ còn mà muốn theo nhu cầu của cô chú anh chị á, thì muốn liền á là phải kích thước mới nha, chứ em không có làm kích thước cũ. Tại vì cái kiến cũ á, thì ở đây em cũng có giới hạn. Đấy, là mình không có cái kiến cũ, cái kích thước nó to tầm 1m2 trở lên á, là kiến cũ mình không có của chú anh chị nha. Chỉ có những cái hồ của khách mình nâng cấp và mình lấy về thôi đó, chứ mình không có hồ kiến cũ kích thước lớn. Thì lâu lâu rồi mới được tắm 2 tấm kiến thôi, chứ cô chú anh chị chứ giống như cái anh kia anh nói á, là có cái hồ mà quay tới quay lui hoài, nó tìm người xem. Thì bây giờ anh xem không xem thì cũng không sao hết, em cũng đâu cần anh xem đâu. Em ở đây em làm ăn đàng hoàng mà, em đưa cái mặt em lên đây rồi, em đâu có làm ăn tầm bậy tầm bạ được. Đang quay tự nhiên chu đích đây. Rồi thì hôm nay cũng cập nhật lại tình hình cho cô chú anh chị xem xưởng mới ha. Thì xưởng mới bên đây là nó nằm ở số 85 nha cô chú anh chị nha, đường Đình Tân Khai ha, đó, Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị ha. Đường rất là thoáng, mình đi cái đường Hương Lộ 2 á, đi đường Hương Lộ 2 thì mình chạy thẳng lên vẹo vô cái đường Đình Tân Khai, nó nằm ở mé bên trái. Nếu mà đi đường quốc lộ vô, quốc lộ 1A đấy. Hôm nay cũng sửa sạn, cũng bắn con đồ xong hết trơn rồi, nói từ từ mình sẽ nói ra cho nó xích trong chút xíu nữa cô chú anh chị ha. Chưa có cây đèn luôn á cô chú anh chị, hiện tại giờ là chưa có cây đèn luôn á. Bây giờ thì chỉ làm ban ngày thôi, còn bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ lấy 2 cây đèn năng lượng mặt trời mình để trên đây, mình treo ở góc đó một cái ha. Đó, treo góc đó một cái, còn một cái nữa mình sẽ gắp chân chỗ này chiếu trực tiếp xuống để các bạn làm việc gắp hộ ở đây ha. Nói chung là qua chỗ mới thì nó cũng chưa có tốt lắm của chú anh chị ha, về cái chỗ mà mình sinh hoạt á, nó cũng chưa có, cho nên là nó hơi khó khăn, nhưng mà em sẽ cố gắng phục vụ ha. Em sẽ nhận đơn phục vụ lai ra lại, còn những cái hồ kiến cũ thanh lý á, thì em sẽ lựa ra cái số kiến nào hồ tầm cỡ 1m50 á, đổ lại với lại 80 rồi á, thì em sẽ lên ha. Thế là em sẽ để một dọc ở đây đó, quay cho cô chú anh chị xem đó. Thì bản số xe của em ở đây, nhiều ông vô á nói mình dụ dỗ, không biết dụ dỗ gì nữa. Ở đây cũng còn một số lũa nè, anh em nào chơi á, thì lựa về chơi ha. Thì tầm 200.000 một góc đổ lại thôi,
Đũa này thì để lâu khô cho nên là nó hơi ga màu xíu của chú anh chị ha. Em cũng đã có cái video quay cho chú anh chị xem rồi đó. Lỗ này chơi cá lóc là ok. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Cô chú anh chị nào chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và cho em một cái like cô chú anh chị nha. Qua đây em sẽ làm nhiều hơn để phục vụ cho cô chú anh chị. Nói hơi nhiều à, mình nói nhiều quá cũng có nhiều ông vô chửi mình nói nhiều nữa, ngộ lắm. Nhưng mà thôi, tùy cái đó là tùy theo suy nghĩ của cô chú anh chị thôi. Mình làm dâu trăm họ mà cô chú anh chị. Rồi ok, bye bye, hẹn gặp cô chú anh chị những cái video sau nha. Bye bye.